Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi, xem video của em thì bấm vô theo dõi kênh, bấm đăng ký kênh đó, để được cập nhật mấy cái video mới. Hôm nay video có mã là 146 nha mọi người. Hôm nay em về được mấy cái đồng hồ hàng Nhật bãi ha, được 2, 4, 5 cái đồng hồ với cái máy mài dao. Con máy mài dao này rất là nhìn nó rất là chất nè, đá nó có hai mặt luôn mọi người. Này là ốc inox, ốc full inox luôn. Rồi này, đầu tiên là cái vòng rồi có vòng theo dõi, vòng theo dõi sức khỏe của Sony của Nhật ha. Vòng này điện tử nha mọi người, là nó sẽ kết nối với cái điện thoại của mình và Bluetooth với NFC đó. Pin thì pin sạc cổng chân micro USB nè, cổng thông dụng của điện thoại thường sử dụng. Này nút nguồn. Trên thân máy nó thì chỉ có duy nhất một nút không bấm thôi. Và mình theo dõi ha, xem này kia thì ở trên cái thiết bị điện thoại của mình. Này, điện thoại của mình sẽ cài cái app này. Đây nó tên này nè mọi người. Đó. Hiện tại là nó đang kết nối qua Bluetooth đó. Đây những chức năng của nó đây. Lượng calo đốt cháy nè. Rồi đếm bước chân nè mọi người. Này mình set up cái cân nặng đồ chiều cao mình của mình ha. Đó là thông báo giờ giấc ngủ nè, chạy bộ đồ nè. Rồi báo mình đi xe đạp rồi đó, km rồi. Đó, cái tên của thiết bị này là cái mã nó nè, SWR10. Ngoài ra thì nó còn một cái app nữa là app là của Sony mọi người. Đây, cái này nè, Smart Connect. Đó, nó báo cái hiện trạng của cái pin của cái vòng đeo tay này ha. Pin của con này xài được là 4 ngày nha mọi người. Và nó báo những chức năng như là cuộc gọi, tin nhắn, nó sẽ rung lên. Mình đeo trên tay nó sẽ rung. Rung nó báo cho mình biết. Rất là tiện sử dụng ha. Này nó phù hợp với tất cả các cỡ tay ha, này từ nhỏ đến lớn. Chống nước hoàn toàn nha mọi người, đi mưa ha, lội bơi lội là ok hết. Rồi mã cái con này là 146.1 nha, giá 550 nha. Này tiếp theo cái đồng hồ này rất là vui. Nó hình cái mặt con mèo, con báo gì đấy, con mèo. Không có số gì hết mọi người.
Những cái đồng hồ này là đa số hàng xuất Nhật không mọi người, và nó sản xuất ở China. Có những, nói chung thì có cái thì có sản xuất ở Nhật, có cái sản xuất Trung Quốc, mà đều là hàng là thị trường Nhật hết nè. Đem đo cái size mặt đồng hồ này, size này là 37, chạy pin đó. Rồi mã là 146.2 mọi người, giá 200.000. Tiếp theo cái đồng hồ đây cũng là đồng hồ pin mặt kính dây da, mặt nó hình vuông mọi người, nó lòi kiến, nó lòi lên nha đó. Cái này bằng inox ha. Đây cái này là nó để ra bên này, ra bên là máy ra bên ha. Đây ra bên đây thương hiệu là, đây thương hiệu nó nè, này là thép không rỉ, vỏ bằng thép không rỉ. Cái này là size 30. Rồi, cái này có mã là 146.3 nha. Giá 250 nha. Tiếp theo cái này là một cái đồng hồ của Nikon. Con này cũng là máy Japan. Đây, Japan nè. Còn cái này là cái gì ở China nó cũng không rành. Cái này chống được nước nè mọi người, 553 áp suất chống nước. Còn rất là đẹp, con này còn rất đẹp. Rất đẹp luôn, dây da còn rất đẹp luôn. Đây. Nè, thân nó còn rất đẹp luôn như như mới. Kiến rất đẹp, không có chày gì hết. Rồi con này size là 40 ha. Luôn cái núm là 42, 43. Này rất là vừa tay. Rồi mã là 146.4, giá 400.000. Rồi thì một cái con này kiểu như lắc lắc tay khá là đẹp luôn, nhưng mà rất tiếc nó bị khuyết đây, nó bị mẻ một cái chân đây nè mọi người. À, cái chân bấu vô nè, à, bị mẻ rồi. Bây giờ nó chung là nó dễ bung ra, khóa vô thì cũng được nè, khóa rồi nè, cho vô tay khóa rồi, mà nó hơi dễ bị bung ra nè mọi người. Đó, khuyết chỗ này nè, có đính đá luôn nè, đính đá mặt kính đây. Đây cọc số rất là đẹp, kiểu đồng hồ hình vuông bầu bầu. Đây coi, con này là của, con này hàng China xuất Nhật mọi người. Đây China ha. Rồi, size nó là luôn cọc là 30. Cái mã là 146.5 nha, giá 200 ngàn. Rồi, tiếp theo một cây cờ lê đa năng mọi người. Cờ lê đa năng này của hàng Pháp.
Đây Japan sản xuất. Cái này 200 ml. Đây, nó miệng nó mở từ nhỏ đến lớn luôn. Rồi. 6 ly cho đến 20 25. Rồi lấy ra nè, vặn ống nước, vặn chung ốc tán đồ ok hết. Lê răng rất là đẹp nha. Răng con này còn rất là đẹp. Đây không có bị khuyết gì hết. Rồi mã là 146.6 nha. Giá 200 ngàn. Rồi đây là cái Livo nhôm của Nhật. Nhật sản xuất. Đây toàn bộ thân nó bằng nhôm. Còn đây là nhựa. Mấy cái chỗ này là bằng nhựa. Bít ở đầu này bằng nhựa. Đây cây này của Nhật sản xuất luôn. Thân nhôm ha. Thiết kế rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ tay luôn mọi người. Ba nấc cân thủy. Này cân 45 độ, cái này cân ngang, cái này cân đứng. Đó. Rồi cây này chiều dài nó là 30 cm, 5 phân 2 phân. Rồi có mã là 146.7 nha, giá 200 ngàn. Tiếp theo là cây tua vít tự động, tua vít thọc quá mọi người. Đó, tự động xoay nè. Này mọi người bảo là làm bên điện á, nói chung bắt mấy công tắc điện rồi này kia rất là xài rất là ok. Nó mở được nhanh mà cái này không có cách điện nhiều người à, chú ý nha à, nó dễ bắt điện á, là nói chỉ là mở mấy cái hộp điện thôi chứ không phải đút vô điện được, cẩn thận nha mọi người. Đây nó có tự động đảo chiều ha, khóa ở giữa là khóa. Rồi cái cây này của Tokyo Nippon, đây nó để là Tokyo Nippon. Để nó có một cây tính năng nữa là khóa cái này nè, khóa cái mũi lại ha, đó khóa ngắn lại. Lấy mũi gà mọi người bóp như vậy, gà vô thì khỏi bóp, gà vô ngay cái chấm này gà vô nó có khuyết trên này này đó. Lấy gà mở kéo xuống à, đi kèm dưới cây tu vít này là có hai mũi mọi người, một mũi dẹt và một mũi ba ke nha. Đây ba ke BH1 ha. Rồi tu vít của mã là 146.8, giá 250 ngàn. À, tiếp theo là đây được về được cái đống ốc inox cho ai cần nhu cầu cần sử dụng thì xài ha. Cái này nó ốc nó dài là 2 phân nha mọi người, 2 phân. Ốc này đầu 13 ly, tán 13 ly, cốt nó là cốt 8 ly đó. Đây có 26 con nha, 26 còn giá là 150 ngàn. Mã là 146.9, 26 con ốc. Rồi tiếp theo cái dụng cụ mài dao. Cái này khá là đặc biệt, hiếm gặp nha mọi người. Đây của thương hiệu là Aihara. Đây này nó có bánh lăng nè mọi người, để sóng dao lên đây kéo ha, mặt cái là mặt lưỡi nó sẽ tiếp xúc vô đây. Ở đây có điều chỉnh đầy đủ này, điều chỉnh các cỡ những độ nghiêng nè và điều chỉnh ở đây luôn.
ra vô đây, nới ống này ra ha, đẩy ra vô cái mép dao, nó ăn nhiều hơi ít. Đây cục cao su khóa rồi nè, đây đây em không có con dao đây để em hình dung cho mọi người ha. Đây là cái bánh lăn đó mọi người, để sống dao như vậy kéo ha, mình sẽ mài kéo ra mài. Ở đây nó sử dụng được một hai lần, đây đá còn rất là đẹp, còn nguyên không có mòn. À, đặc biệt cục đá này nó là hai mặt nha mọi người, đây một mặt hôi và một mặt mịn nha, mặt màu vàng là mịn đó nè, mặt xanh là hôi vàng mịn nè. Đá này em đoán là cỡ cái mặt mình nó cỡ 800 nha mọi người, còn mặt khô cho cỡ 400 ha, rồi 400 800. Đây mọi người xài muốn xài mặt mình thì mọi người đảo cái mặt vàng này ra ha, đây đảo ra nè rồi ráp vô đó, nhưng mà đảo đồng loạt hai bên ha, mình đang mài hô thì phải đảo đồng loạt hai bên, hoặc là mài mịn mài tinh. Rồi xếp con ốc này lại, nó hai bánh lăn nè. À, toàn thân cái này là bằng nhôm, nhôm nó sơn màu xanh lá cây lên. Đây kích thước kích thước nó có 17 cm thôi mọi người, rất là nhỏ gọn, có 4 cái chân để bắt ốc lên bàn gỗ luôn nè, 4 lỗ ốc cố định nó lên để mình sử dụng. Đó. Rồi cái mài dao này cái mã là 146.10 nha, giá 700.000. Rồi đây cũng là món cuối cùng, em kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.